Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong clip muộn của buổi tối ngày 24 tháng 3 năm 2020. Cửa hàng âm thanh Hạnh thông báo hàng về. Vâng, về với cửa hàng ngày hôm nay thì có 3 sản phẩm là 3 chiếc đài. Trong đó có một chiếc quạt, một chiếc máy hút ẩm, một chiếc lọc khí bù ẩm về trong ngày hôm nay. Vâng, cửa hàng cũng vẫn làm clip thông báo lên kênh của âm thanh Hạnh để cho quý vị và các bạn có thể dõi theo những clip hàng ngày, luôn cập bến những sản phẩm gì và những sản phẩm gì đã có chủ trong các ngày. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm và phối ghép tất cả các bộ dàn âm thanh, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết những model về trong ngày hôm nay cho quý vị và các bạn có thể lựa chọn và mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì có rất nhiều những sản phẩm về dòng audio. Những sản phẩm có mức tiền tầm trung, cửa hàng cũng đều có. Vâng, ngày hôm nay sản phẩm đầu tiên cửa hàng xin ra mắt cho quý khách hàng trong clip muộn của buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên là một chiếc máy lọc khí bù ẩm Hitachi đời 2020. Vâng, chiếc này thì có phiên bản là màu vàng cát, màu vàng gold. Như hôm trước cửa hàng thông báo hàng về thì thông báo hàng bán đi thì cửa hàng chỉ còn 2 chiếc máy màu trắng. Và đây là chiếc có phiên bản màu vàng cát, gọi là màu gold. Thì ngày hôm nay cửa hàng có cập nhật được duy nhất một chiếc Hitachi. Chiếc này thì quý vị và các bạn có thể sử dụng trong phòng 60m² đổ về, rất là ok. Vâng, và do trong dịch bệnh mùa Covid thì Covid-19, và cửa hàng cũng xin khuyên chân thành tới quý khách hàng cũng mỗi gia đình có thể mua sử dụng đến 1-2 chiếc máy lọc khí bù ẩm để quý vị và các bạn có thể sử dụng trong không gian nhà mình, rất là tốt luôn đấy ạ. Vâng, cửa hàng cũng đã được trải nghiệm những chiếc máy mới thì cửa hàng cũng biết tính năng của những sản phẩm này rất là ok khi chúng ta đang sử dụng. Khi chiếc máy này nhé, cửa hàng chỉ ví dụ cho quý khách hàng, chiếc máy này đang hoạt động mà chính em cũng đã đặt một điếu thuốc khi châm thì sản phẩm này nó sẽ hiện ngay những nút báo hiệu là có không khí ô nhiễm. Vâng, bình thường thì đang ở chế độ đèn xanh thì rất là ok, không khí trong lành. Nhưng chỉ cần đặt điếu thuốc hoặc có thể châm điếu thuốc sát cạnh chiếc máy này thì máy sẽ báo ngay là đã có không khí ô nhiễm. Nên cửa hàng cũng xin khuyên chân thành quý khách hàng, tại vì do không gian của chúng ta cũng không có thể sạch sẽ, lúc nào cũng có thể khô thoáng được, nên quý khách hàng có thể lựa chọn một trong số các thiết bị mà cửa hàng cũng đã cung cấp hàng về. Vâng, những sản phẩm mà máy cũ cũng có, mà máy mới thì cửa hàng cũng có nhiều, như máy sáp. Máy sáp đây, cửa hàng cũng có 4-5 chiếc. Và Hitachi thì hiện tại cửa hàng đang còn 3 chiếc, một chiếc vàng gold mang mã số 300. Còn chiếc mang mã số màu trắng thì bên cửa hàng còn 2 chiếc nữa nhé. Vâng, cửa hàng cũng không phải bóc ra để quảng cáo cho quý khách hàng nữa. Quý khách hàng thường xuyên theo dõi kênh thì biết các sản phẩm bên cửa hàng rồi. Tiếp theo một sản phẩm nữa là một chiếc máy Corolla. Đúng mùa dịch Corolla thì cửa hàng cũng trong thời gian vừa qua, cửa hàng cũng đã về được chiếc này là chiếc thứ tư. Vâng, hai chiếc thì trước thì cũng đã có chủ rồi. Và hiện tại cửa hàng chỉ còn một chiếc 296 và một chiếc 301. Vâng, sản phẩm này thì được sử dụng điện 100V như cửa hàng cũng đã thông báo cho quý khách hàng rồi. Chiếc này thì có hai chế độ nóng lạnh luôn. Quý khách hàng thì rất dễ sử dụng, sấy cả quần áo như một chiếc điều hòa di động vậy. Vâng, chiếc can này thì có chiếc can là màu trắng, còn chiếc phía sau thì là màu xanh ngọc. Vâng, khi nước đầy thì tất cả sẽ tự ngắt
đây gọi là phao, như quý vị và các bạn có thể gọi là phao tự ngắt đấy, không sợ nước đầy ra ngoài. Và đặc biệt hơn thì về trong ngày hôm nay có chiếc máy này, duy nhất 4 chiếc về với cửa hàng thì chỉ có duy nhất một chiếc máy này còn nguyên cả được, vẫn còn giữ nguyên được cả ống thổi gió ra phía sau, là quý khách hàng có thể ống dẫn hơi nóng ra phía sau. Ví dụ như quý khách hàng có thể đặt ở gần cửa sổ, không muốn hơi nóng phả ra ở trong phòng mình, thì quý vị và các bạn có thể đưa chiếc ống này, đưa chiếc ống này ra khỏi cửa sổ thì hơi nóng sẽ bay ra ngoài. Hoặc mùa đông thì quý vị và các bạn có thể ngược lại. Đây nhá, đây họ thiết kế chứ không phải chính thức, là không phải là em cho vào đâu. Đây là thiết kế. Vâng, một chiếc máy Corolla về trong ngày hôm nay thì còn nguyên cả ống dẫn hơi nóng ra phía sau. Thì chiếc này thì cũng rất đặc biệt. Bên cửa hàng thì có 2 chiếc. 2 chiếc. Mang mã số 301 và 296. Vâng, tiếp theo là 3 chiếc đài cửa hàng sẽ giới thiệu cho quý khách hàng từng chiếc một. Vâng, chiếc đầu tiên về với cửa hàng trong ngày 24 tháng 3 năm 2020. Đây là một chiếc đài Sharp GF3 số 7. Vâng, chiếc này thì cửa hàng cũng đã cung cấp rất nhiều ra thị trường rồi. Vâng, hình như là đến chiếc thứ 45 rồi. Chiếc này là chiếc thứ 46 thì phải, cửa hàng cũng không dở sổ ra bởi vì thời gian này cũng đã rất là muộn rồi. Vâng, chắc chiếc này cũng là chiếc thứ 46 đây. Cập bến với cửa hàng ngày hôm nay ngày 24 tháng 3 năm 2020. Một chiếc đài Sharp GF3 số 7. Vâng, mùa này thì cửa hàng cũng rất là chậm hàng về. Những chiếc đài Sharp GF3 số 7 thì được rất nhiều anh em đang gọi điện và muốn đặt hàng. Thì duy nhất ngày hôm nay cửa hàng có về duy nhất được một sản phẩm là một chiếc đài Sharp GF777 3 số 7. Vâng, để nói về những chiếc đài Sharp GF3 số 7 thì tiếng bass của nó rất là uy lực. Vâng, tiếng bass thì rất là uy lực. Còn những chiếc đài QT90 thì tiếng chép rất là lẩy. Nhưng mà so với những chiếc GF3 số 7 thì tiếng bass của GF3 số 7 nó sẽ mạnh hơn so với chiếc QT90 nhé. Quý vị và các bạn thì muốn nghe chép thì quý vị và các bạn có thể lựa chọn những chiếc QT90. Và nghe bass thì quý vị và các bạn có thể nghe bass lặng thì quý vị và các bạn có thể lựa chọn những chiếc đài Sharp GF3 số 7. Và đây là những sản phẩm huyền thoại được rất nhiều anh em chơi audio. Thời trước thì là một mơ ước của bao nhiêu người muốn sử dụng sản phẩm này. Vâng, và bây giờ thì là những sản phẩm hàng siêu tầm. Quý vị và các bạn có thể không nghe tới những chiếc đài Sharp GF3 số 7, nhưng quý vị và các bạn có thể trưng bày tại không gian audio của mình. Rất là sang trọng và lịch sự luôn. Vâng, độ đẹp và độ mới của chiếc đài về trong ngày hôm nay. Vâng, đây chắc là chiếc đài thứ 46 thì phải. Có độ đẹp 95%. 95%. Tiếp theo đến sản phẩm nữa vẫn là chiếc đài Sharp GF700. Vâng, về trong ngày hôm nay thì có duy nhất một chiếc đài 700. Có màu trắng sữa này. Vâng, và chiếc này thì trong hình thức quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Trong những tuần vừa rồi thì cửa hàng cũng đã cung cấp khá nhiều những chiếc GF700. Điển hình có 5 chiếc thì cửa hàng đã xuất đi được 4 rồi. Bộ ngũ long công chúa thì ngày hôm nay tiếp tục cập nhật được một chiếc có gam màu như chiếc màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Rất là mới. Và chiếc đài này thì được thiết kế 2 cửa băng, cửa 1 và cửa 2. Vâng, cửa hàng sẽ lia máy quay cho quý vị và các bạn thấy sát
sản phẩm còn rất là mới, không phải như lời quảng cáo của cửa hàng mà cứ nói mới là mới được. Vâng, đây là những sản phẩm được sưu tầm, cửa hàng cũng đã lựa chọn rất là kỹ rồi. Tiếp theo, cửa hàng xin thông báo cho quý khách hàng, ngày hôm nay cửa hàng có về được một chiếc đài đến từ Anh Quốc. Một chiếc đài đến từ Anh Quốc, chiếc đài radio. Và chiếc đài này là một phiên bản đời chót. Phiên bản đời chót, chiếc đài radio của Anh Quốc. Vâng, cửa hàng gọi chiếc này là modem, là đài Book. Và đặc biệt hơn thì chiếc đài này là một phiên bản limited. Đây là thùng hộp của sản phẩm, hàng mới tinh, chưa qua sử dụng, chưa qua cắm điện, vẫn còn nguyên shop sách đây. Đây là một chiếc đài radio có phiên bản limited. Vâng, đẹp như thế này thì rất là khó kiếm luôn. Vâng, phiên bản limited thì tại sao cửa hàng lại nói phiên bản limited? Thì những chiếc này thì cửa hàng cũng đã bán và cung cấp ra thị trường rồi. Và chiếc này thì phiên bản limited rất là hiếm, là đời chót của chiếc đài Book. Chiếc đài Book. Đây, quay sách của sản phẩm thì ngay sau này. Và đây là cửa hàng cũng mới bóc thùng ra. Vâng, những sản phẩm này thì quý vị và các bạn khỏi phải lăn tăn về chất lượng rồi. Đây, phiên bản limited thì quý vị và các bạn chỉ cần nhìn chiếc tem đây. Chưa cắm điện. Dây nguồn zin. Cắp tono. Vâng, đây chắc là luôn cả số điện thoại của... Vâng, để lựa chọn được một chiếc đài mới 100% như vậy thì rất là hiếm có luôn. Rất là hiếm có luôn. Chiếc đài Book còn nguyên thùng xốp. Vâng, quý vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sản phẩm về trong ngày hôm nay. Mức giá tiền thì rất là ok. Vâng, chiếc đài này thì không xa lạ gì với quý khách hàng trong thời gian vừa rồi. Cũng đã theo dõi kênh của âm thanh Hạnh được biết những sản phẩm về trong ngày. Vâng, đây là một chiếc đài đến từ Anh Quốc, phiên bản limited, có tem nhôm. Có tem nhôm. Thùng xốp của sản phẩm đây, cửa hàng cũng đã bóc và trưng bày. Hình ảnh của chiếc đài thì là như hình vẽ đây. Đến từ Anh Quốc. Giá thì rất là ok, dưới 6 triệu. Tiếp theo, ngày hôm nay cửa hàng xin ra mắt cho quý khách hàng một chiếc quạt về trong ngày hôm nay mang mã số 81. Vâng, chiếc quạt về trong ngày hôm nay thì có sải cánh 30. Và đặc biệt hơn nữa là chiếc mang mã số 81 về trong ngày hôm nay được sử dụng cánh 30. Và chiếc này là một chiếc quạt na cảm ứng nồng. Vâng, độ đẹp của sản phẩm thì chiếc này quý vị và các bạn không có điểm chê rồi. Vâng, quý vị và các bạn chỉ cần nhìn trực tiếp qua logo của sản phẩm đây. Sáng choang. Từ những lồng mạ đây. Vâng, có những chiếc quạt này còn rất là đẹp. Cổ mà rất là đẹp như vậy. Chọn được những chiếc quạt thì cửa hàng cũng luôn cung cấp cho quý khách hàng. Không có thể nhiều hàng quá ồ ạt. Nhưng đây là những sản phẩm đáng để sưu tầm. Giá tiền thì cũng bình dân thôi. Một chiếc quạt mang mã số 81 về trong ngày hôm nay là một chiếc quạt na cảm ứng nồng. Chiếc quạt na cảm ứng nồng. Có duy nhất một chiếc. Có sải cánh 30. Và quý vị và các bạn nhìn thấy độ mới của sản phẩm chỉ cần nhìn cánh thôi. Nhìn mặt logo và lồng rất là mới. Đấy, đã quý vị và các bạn đã nhận biết được sản phẩm đẹp rồi. Vâng, và về với cửa hàng ngày hôm nay thì cửa hàng xin ra mắt cho quý vị và các bạn tiếp những sản phẩm trong ngày. Vâng, đây là một bộ tai nghe của hãng Pro Soli.
Vâng, cửa hàng sẽ lấy led để quay cho quý vị và các bạn biết chiếc bộ tai nghe về trong ngày hôm nay, được thiết kế dùng cho cả trẻ nhỏ trở lên nhé. Vâng, chất âm của chiếc bộ tai nghe này thì rất là ok luôn. Sony S5 và có chỉnh to nhỏ từng vế. Này. Volume đây. Tone này. Vâng, chất âm của sản phẩm này thì cực là đỉnh luôn. Sony. Vâng, sản phẩm này thì ăn đứt với những sản phẩm như cửa hàng vừa rồi quảng cáo. Nhưng cũng không phải là cứ những sản phẩm gì về sau là những sản phẩm chất lượng hơn sản phẩm về trước. Bởi vì do từng lô hàng, cửa hàng Âm Thanh Nghĩa Hạnh mua được những sản phẩm là hàng bãi. Thì quý vị và các bạn có thể thông cảm cho cửa hàng mỗi khi quảng cáo hàng về. Tùy theo mỗi lần mua hàng và tùy theo những sản phẩm về, thì chất lượng của sản phẩm cửa hàng sẽ thông báo luôn cho quý khách hàng, để quý khách hàng có thể bỏ những đồng tiền ra mua cho xứng đáng với những thứ mà mình đã lựa chọn. Vâng, cứ không phải là những sản phẩm về sau mà cửa hàng lại nói là đẹp hơn những sản phẩm về trước đâu nhé. Thì cũng có một số khách hàng thì cứ bảo là cứ chờ về sau thì anh mới mua hay là bác mới mua. Nhưng không phải, bởi vì do lô hàng thì nó là hàng bãi. Lựa chọn được những sản phẩm gì để ok và quý khách hàng có thể hài lòng thì cửa hàng cũng vẫn lựa chọn cho quý khách hàng. Nhưng về trong ngày hôm nay thì cửa hàng có một bộ tai nghe Sony, và bên cửa hàng thì còn một bộ Sansui phía trên kia về hôm trước à, còn nguyên thùng hộp à. Nhưng sản phẩm này thì không còn thùng, dành cho từ trẻ nhỏ đến người lớn luôn. Tại sao dùng cho trẻ nhỏ thì đây, cân chỉnh từ phế cao thấp, nhỏ thì có trẻ nhỏ dùng thì chúng ta sẽ cho thấp xuống này. Đấy. Và người lớn dùng thì mình lại đẩy chiếc này lên cao, bởi vì chụp vào mỗi tai của người lớn khác, trẻ nhỏ khác nhé. Còn rất là mới luôn. Đây là những sản phẩm bãi nhưng cửa hàng lựa chọn được những bộ tai nghe về với cửa hàng thì cửa hàng đều ưng ý. Vâng, giá thì cũng rất là ok, cũng dưới 3.500.000 đồng thôi. Vâng, về trong ngày hôm nay thì có duy nhất một cuốn băng 7, một chiếc xương 7. Vâng, đây là sản phẩm Tí Hon mà cũng là lần đầu tiên cập bến với cửa hàng. Một cuốn băng Chế Linh 16 này. Eo ấy nhỏ xinh rất là đẹp. Vâng, cửa hàng thì thường xuyên bán những cuốn băng 10, những chiếc xương 10. Nhưng về với cửa hàng ngày hôm nay thì được một cặp xương Akai màu vàng Japan và một cuốn băng 7. Vì khách hàng nào có nhu cầu đam mê thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng để lựa chọn những thiết bị này. Bởi vì cửa hàng cung cấp đầy đủ. Chỉ sợ quý khách hàng không có nhu cầu về hỏi về những sản phẩm. Nhưng quý vị và các bạn cần gì thì chỉ cần nhắn tin cho cửa hàng Âm Thanh Hạnh, cho cô chủ shop là số 0989 723 148. Thì cửa hàng sẽ giải đáp thắc mắc cho quý khách hàng về các thiết bị audio. Vâng, về với cửa hàng ngày hôm nay thì có 3 cuốn băng có giá trị là 250k một cuốn. Thì có 3 cuốn Bolero chọn lọc này, Chế Linh Hương Lan này, Tứ Quý đặc biệt này, và 3 cuốn giá 120.000 một cuốn. Thì Sơn K6, Sơn K7 và Sơn K8. Vâng, vậy ngày hôm nay thì cửa hàng Âm Thanh Hạnh thông báo hàng về có những sản phẩm như vậy. Quý vị và các bạn có nhu cầu đam mê yêu thích những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp trong mỗi clip đăng tải hàng về, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại. Số của cô chủ là 0989 723 148 hoặc 0989. Xin lỗi, số của cô chủ là 0989 723 148. Còn số của ông xã em là 0948 403 966. Quý vị và các bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất hàng ngày.
thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại mà quý khách hàng vẫn được biết trên kênh của cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.